em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng hai con xì bo giá rẻ cho anh em đam mê. Bữa giờ anh em hay hỏi nha anh em, tại vì cái dòng xe thường này mình cũng ít làm, mình làm xe full zin nhiều. Đây, hai con này là một con 31.500.000 nha anh em. Ngày xưa thì mình hay bán 29.500 đó, bây giờ mình tại vì bây giờ 29.500 đi cái bình xăng cũ ngày xưa tới giờ anh em, đi cái bình xăng bên Cam nhập về sau là đi cái bình xăng y vậy đó, phục hồi lại xài cái bình xăng nó giật quá, nó không ngọt ngào nha anh em. Nên bây giờ tất cả xe bên mình vô bình xăng Indo hết, đi cho nó ngon lành cành đào. Cái bình xăng là cái trái tim của chiếc xe mà. Bây giờ mình đi tất cả xe bên mình đi bình xăng Indo hết, nên xe này mình bán 31.500.000 nha anh em. Vỏ mãn cầu cùm xì bo xe thường, áo loại 1 bẩn mở gà, nhỉnh hơn một chút xíu thôi mà xe ngọt ngào nha anh em. Đây cùm xì bo nha, nó không có nút đề đây đó. Bên mình tất cả xe mình ráp là đi đúng hết, xe đang thiếu cái tài thỏ chưa gắn. Đó, 31.500.000 nha anh em. Tất cả xe đi bình xăng Indo hết đó, Mikuni bình xăng mới, máy móc sạch sẽ, chiếc nào như chiếc nấy nha nè, giống nhau hết. Ốc lục giác Corbo zin, không chơi ốc trắng nha. Hai chiếc này là một chiếc 31.500.000, xì bo đỏ cũng vậy này. Máy móc em ru nha nè. Máy móc mình đang nghe máy nha, không một tiếng động nha nè. Đó, anh em là mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908, mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe này bây giờ mình lôi ra, mình lôi đai sơ hết cho anh em. 31 năm xe dọn kỹ, ráp kỹ từng chi tiết. Rồi anh em là mua xe có liên hệ nha anh em, số điện thoại ngay góc màn hình. Rồi, chào anh em nha.